Chào quý vị và các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn một cái dòng sản phẩm máy bay. Nói chung là sử dụng cũng ok lắm nha các bạn. Đây là máy bay sử dụng bằng cái pin sạc nha các bạn. Đây là cái cánh quạt phía sau của nó nè. Khi mà chúng ta chơi thì chúng ta sẽ có chỗ sạc pin nè, không sạc pin micro USB nè. Bên đây nó sẽ có một nút nguồn các bạn. Khi mà chúng ta bay thì chúng ta sẽ chỉnh máy bay ngay như thế này. Sau đó chúng ta nhấn nút nguồn bên đây nha các bạn. Nhấn một cái, motor nó sẽ khởi động và chúng ta sẽ thả lên là nó bay được. Máy bay này bay rất xa luôn nha các bạn. Nó bay cái cánh quạt nó quạt rất là mạnh luôn, bay rất là đã luôn. Khi bay nó sẽ bay rất là xa và bay nhanh luôn nha các bạn. Đây là sản phẩm của bên mình. Các bạn có bất kỳ thắc mắc về sản phẩm này thì hãy để ở phần bình luận bên dưới nha các bạn. Video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Các bạn nhớ theo dõi cái kênh của mình á để cập nhật những cái sản phẩm mới về công nghệ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.